Tướng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng tác dụng tóm giữ hai đối tượng vận chuyển phi pháp chất ma túy, thu giữ một kg ma túy tổng hợp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Bình. lúc 14 giờ ngày 15 tháng 10, tại thôn Tân Định, thôn Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đoàn hai phối hợp với đồn biên phòng Nhật Lệ, bộ đội biên phòng tỉnh và công an tỉnh Quảng Bình tóm giữ hai đối tượng đang vận chuyển phi pháp ma túy. Các đối tượng gồm Hà Hoàng Quân 17 tuổi và Lê Anh Tuấn 18 tuổi, cùng trú tại thị trấn Đồng Yên, tỉnh Quảng Bình. Tăng vật thu giữ là 1 kg ma túy tổng hợp, 130 viên ma túy dạng viên nén, ba máy tính bản di động, một ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 73A11966. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển phi pháp chất ma túy từ Lào vào Quảng Bình tiêu thụ. Các đối tượng còn trẻ nhưng rất điều lĩnh, manh động. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình do Bộ đội Biên phòng phát hiện, tóm giữ hiện đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung nối tiếp mở minh mong điều tra củng cố biển sơ để xử lý theo pháp luật